một hôm, thuyền rồng chở công chúa Tiên Dung đến vùng đó. Thấy cảnh thanh tú, công chúa sai người hầu quê mà đầu bụi lau để làm nơi tắm. Đến khi suối nước bỗng cát trôi, để lại thân hình cường tráng của một người trai lạ đang bóp ngay ở dưới. Nàng đi ngược trong tràng, hồi đã không lấy chồng, nay tình cờ gặp anh thế này, gặp rồi trời chi kiếm. Anh tên là gì? Tôi tên là Tao. Tao Tí. Bad girl, you're like money. Good.